Nhà lý do nhà này nó cục quá nha bà con. Phải thêm được 4 nhân 12 nó ngon nha. Được 2 phòng. Còn này có 1 phòng mà, chim nó không có quyền lựa chọn phòng nào kia nó. Bắt buộc ở phòng này nè, thích là ở không thích thôi nha bà con. Đó bà con, đầu tư chỉnh chu nha bà con. Không có làm sơ sài được ha. Em đây sàn 2 nè, quay cho con xem ha. Cũng bạn bè anh em muốn giúp đỡ nhưng mà bạn thì nó chưa tới nghề. Có đi làm cho nhà người ta đó. Vì về tự xử cho bạn luôn. Hello bà con nha. Ý sợ nhân viên xin chào bà con mình. Hôm nay quay cho bà con xem cái mô hình nuôi yến nhà nhỏ mini nè. Cũng nhờ bạn bè gì làm, bạn bè có đi làm trong nghề yến gì đó. Nhờ bạn bè làm. 6 tháng rồi không có cục phân kim nữa nha cả nhà. Anh em điện thấy điện em điện nhiệt tình quá, nó cầu cứu thì gắng xuống tiếp đó ha. Làm bây giờ thì làm thôi, có chim thì chuyện sao phân giải đi. Nhà cục quá à. Bà con mình có đầu tư nhà chim thì nói chung là làm cũng sẽ cho nó đủ thước tắc này kia nghe bà con. Đi làm mà là nó không đủ thước tắc rồi cái đó. Nó khó lắm. Chim này không phải là dễ ăn đâu ha. Ít nhất cũng phải ngang 5 12 mét nha. Mày ngang có 4 à. 4 mà dài có 8 mét à. Cũng hết 4 mét mẹ nè. 6 tháng mấy nè, không có cục phân một gì vậy. Không có phân chim ngủ mà trùng cu luôn nữa. Đây ở trong xây từ 10. Lớp ton để hơi sát quá. Con thì để ốp sát cho luôn, ở ngoài để thêm cái lưới nữa nè. Thì bạc tốn từ đưa me hết. 6 tháng mấy không có chim còi hết luôn. Nhà nở sóc trăng nha. Mà con nhưng mà bỏ tiền xây nhà yến à, cũng phải là làm đúng cái ba rem đó nha. Chứ không có sơ xài được. Vậy chứ 200 triệu đâu dưới à. Không cá đồ đâm hết. Lưới xịn luôn, hai lớp luôn mới ghê chứ. Hai lớp lưới luôn nè. Nhà nhỏ chứ đầu tư công phu lắm nha. Đầu dò với ớt là hai bộ nè. 912. Âm ly thì hai cái. Có tích điện luôn. Đây nè. Phun sương nữa nè. Phun sương bét luôn nè. Ghê gớm không? Wi-Fi camera đầy đủ hết nha. Nhà nhỏ có giỏ nhưng mà không có chim thôi. Anh em nhiệt tình quá, hơi gán xuống cứu em chén mà không biết sao đây. Không còn một nào. Biết đâu mà mấy anh mát tay sao. Mình mát tay nhưng mà cái phần thô này không biết làm sao đây nè, có một phòng cục ngắn vậy nè, 4 mét à. Không được 4 mét nữa. Dạ. Cái phòng kim ở nè. 1 2 phòng kim ở bao đến mấy à? Đó, bà con xem tham khảo cho vui nha bà con. Đó, này phòng chuồng lợn. Phòng lợn cũng đóng gỗ. Đóng gỗ ra luôn. Đó, lo cũng chùm 4 thôi. Đây nè, lo dẫn nè. Lo dẫn nè. Lo là dẫn ở dưới này ngước lên trên luôn nè. Bên đây để còn khoảng tầm cỡ 1m2 1m3 vậy nè. Đó, lỗ chim mà bên đó. Một lỗ nằm mé bên kia đó. Trên đó phát lỗ nhỏ nó cho thông gió đó, phát lỗ to bên trên luôn kìa. Đó. Cái tròn kia phát lỗ nhỏ xíu nữa đó, ánh sáng vô đó. Đó bà con, đầu tư chỉnh chu nha bà con. Không có làm sơ sài được ha.
em ba sần hay nè, quay cho con xem ha. Cũng bạn bè anh em muốn giúp đỡ nhưng mà bạn thì nó chưa tới nghề, có đi làm cho nhà người ta đó, rồi về tự xử cho bạn luôn đó. Lo dẫn đó, camera nhà tiền nhà bá nhà mà hàng giả tiền chế đi phun bá bét này nó ướt trơn sàn luôn nè, phun mà nào đây không biết còn nước nè, hư hết phun bét là hư hết đó. Cái xương nó xương không có mịn như cái máy đi tâm đâu, máy gà mình đâu. Đó cửa thu chim đó, còn bên đây mà tét bét lum trơn không biết luôn nữa. Cái nhà lý do nhà này nó cục quá nha bà con, phải thêm được 4 nhân 12 nó ngon nha, được 2 phòng. Còn này có 1 phòng mà chim nó không có quyền lựa chọn phòng nào kia, nó bắt buộc ở phòng này nè, thích là ở không thích thôi nha bà con. Nó lo dẫn AX31 trong này là tường nha, tường 10 mà đẩy thêm miếng bạc vô nè, chim nó không bám được vô tường nha bà con. Nữa em cho gỡ ra luôn nha, gỡ bỏ để cho con chim bám vô tường nó đậu cũng được. Miếng bạc này nhăn đây để trong này có tác dụng gì, chứa chuột chứ chứa gắn này kia, với làm cắt kè với làm gì đâu, lo đủ thứ luôn. NX2 lo mới giờ nè, lo mấy không biết nữa. AX31 NX2 thêm cái lo này nè, tổ giả đậy chân à, không có tổ thiệt. Phòng quá ngắn, có phòng rồi. Để cứu cho em này chén cần sang rồi bà con. Bà con đăng ký kênh ha, để tiếp tục theo những cái nhà này ha, theo dõi nhà này coi có chim còi không nghe bà con. Để tháng sau rồi gì em kêu em quay lại rồi gửi lên cho bà con xem ha, theo dõi nha. Rồi em xin kết thúc video bà con. Bà con nào xem kênh chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ha, nhấn chuông ha, để em làm bài clip tiếp theo bà con thấy xem được nha bà con. Rồi bye bye, xin chào bà con.